Vâng ạ, xin kính chào các anh chị. Và hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan và viếng chùa. Đây là ngôi chùa rất là đẹp, chùa Chánh Giác ở thôn 4, xã Suối Rau, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến các anh chị chùa Chánh Giác như thế nào em. Rồi xin mời các anh chị chúng ta cùng vào chùa để tham quan ạ. Và vâng, và bên trái của tôi bên đây là nhà gỗ đấy, và ở phía trước mặt đây là chánh điện của chùa Chánh Giác đấy. Thì chúng ta vào thẳng ở đây đó, và hôm nay thì cái video này chúng ta sẽ đi tham quan vườn thượng uyển của chùa. Ok, bắt đầu ạ. Đấy, còn ở trong và đây là trong cái vườn thượng uyển của chùa đang trong cái quá trình hình thành các anh chị ạ. Theo tiến độ thi công thì cái quá trình hình thành của cái vườn thượng uyển này thì cũng đã hoàn thành được khoảng trên tầm 70% rồi ạ. Đấy, và các anh chị xem ở đây chúng ta sẽ có 33 ứng hóa thân Bồ Tát các anh chị ạ, là đá nguyên khối nha. Đây, 33 ứng hóa thân Bồ Tát. Và vợ chồng của Chí Cường và Ngọc Bích cũng có được may mắn đem mở cửa. Đây, vườn Phật nhiễm màu hiện ra, mỉm cười từng bước chân, đời an nhiên đây mà. Vâng ạ, đây, mà chúng ta đang bắt đầu tiến dần đến cái vườn thượng uyển của chùa. Đây, đó, cảnh rất là đẹp luôn. Vườn, đây là trong cái quá trình hình thành cũng mới thì đang trong quá trình làm hoàn thiện á, cho nên là thời gian chắc là khoảng tầm sau Tết nữa thì các anh chị vào đây tham quan thì viếng chùa và tham quan thì cảnh sẽ còn đẹp đẹp, đẹp hơn rất là nhiều các anh chị ạ. Đấy. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục nha. Đây là 33 ứng hóa thân Bồ Tát, dạ, đá nguyên khối các anh chị ạ. Nam Mô A Di Đà Phật, năng tỉnh Quán Âm. Đây ạ, xin mời các anh chị cùng chiêm bái vẻ đẹp của vườn thượng uyển đang trong quá trình hình thành. Đó. Và bây giờ xe chúng tôi đang bắt đầu di chuyển. Đó. Toàn cảnh. Bây giờ chúng ta sẽ chắc là để xem cây anh ông xã của mình đang cho chúng ta đi quẹo phải hay quẹo trái đây. Và anh ấy đã quẹo phải rồi ạ. Vâng ạ. Đấy, chúng ta sẽ đi trên cái đường chùa như thế này. Rất là đẹp đúng không ạ? Đấy. Bây giờ thì mình đang đi đấy, vườn rất là rộng anh chị, chúng tôi phải đi ô tô bởi vì hôm nay thì tôi đang mang giày cầu gối cho nên phải là đi ô tô như thế này. Rồi, xe đang lùi trở lại thì cái đường ở phía trước thì cát đá bi nó đang bị lún một xíu nên đang lùi trở lại để chúng ta hoành ra cái đường mé bên kia đường. Nếu như trong quá trình hình sau này khi mà hình thành thì hoàn thiện xong hết thì chắc chắn đây sẽ là một cái ngôi chùa rất đáng để chúng ta đến viếng chùa và chúng ta chiêm bái được vẻ đẹp. Vẻ đẹp rất là phải nói là nó đẹp như các ngôi chùa mà ở Đà Lạt này các anh chị ạ. Đây các anh chị xem mà toàn cảnh như thế này nè. Chị nghĩ sao nếu như chúng ta đến ở đây thì cái đoạn này lúc nãy có các bạn trẻ, các bạn cũng đã đến đang để chụp hình rồi. Đây là khu vườn để cho anh chị đi tham quan. Đấy, xe đang lên dốc. Chùa rất là rộng đúng không ạ? Đây, vườn của 33 ứng hóa thân Bồ Tát. Phía bên phải của tôi thì có một cái vườn rau sạch anh chị ạ. Bên kia có một cái vườn rau sạch và các sư cô thì đang trồng hoa. Đấy, các bạn trẻ thì đang ở đây bơi xuồng để các bạn chụp hình. Chúng ta cùng chiêm bái vẻ đẹp tiên cảnh ở nơi đây. Rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, rồi bây giờ chúng ta cùng xem. Bây giờ thì xe đã bắt đầu đang đậu lại, dừng lại. Xe đang dừng lại ở đây. Đây cũng là một bức tượng để ứng hóa thân của Bồ Tát Lan Kiến Quán Âm. Đây ạ. Ok. Bên kia thì là chánh điện của chùa.
Và đối diện chánh điện của chùa thì là vườn, đã một cái ngôi vườn đấy đấy, đó là toàn cảnh. Và các anh chị có thể search trên bản đồ thì các anh chị cứ ghi là chùa Suối Rau, ở chùa Chánh Giác ở Suối Rau, Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu, thì các anh chị sẽ đến được cái nơi đây. Và hẹn gặp lại các anh chị ở tiếp tục những cái video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.